Anh Hiếu à? Đây này, thành đứa trẻ chưa? Hiếu 25 tuổi. Hiếu 25 tuổi một người yêu. Lương 25 triệu. Cái này làm gì? À, gặp bụng. À, được. Để người già người ta bước từ từ đây, các bạn trẻ đây. Hiếu, đây là bạn Hiếu 25 tuổi, một người yêu lương tháng 20 củ. Mặc áo của người yêu. Như là bạn Hiếu làm ra lương tháng là dư, không làm gì cả. Chắc đi hẹn. Chắc coi tên hay xe mình có đỡ sai chỗ không ta? Xe đam thì hay để nhầm chỗ rồi. Chắc không sao đâu. Đây đây. Oyozamas. Hai. Hai undo shite ru. Đây gặp các hai kyo yasumi desu. Đây gặp mấy chú cảnh sát người Nhật. Đây. Hãy video video してる. Video. Hãy. Cái tôi được rồi, cái này. Đây. Không biết bài đi câu. Cái để mình quay chơi thôi, vui thôi. Hãy. Không sao không sao. Không gì đâu, để hỏi đi coi cái đồ. View sáng rồi. Ờ, đi vô đây cho uống cà phê, hút thuốc lá sẵn tiện rồi người ta gặp mình ta hỏi thôi. Đây là lần thứ mấy rồi, quên mất tiêu. Nắm cái buông. Anh cứ chơi bên hết, giờ một bố hỏi đi gặp cái gì đấy. Ồ, tôi không có là cái chơi. Cái là cái này. Đây là đạp sáng thôi, dùng cái to thôi. Cái đâu, đạp được. Đạp được, đạp được. Ôi, quay cái camera, quay cái video video mình tiền trước はい。いいです。
Taxi à? エンジニア、エンジニア、エンジニア。ここのこう見るのこれが入ってる。みんな、みんな、こういうのが。みんなの、いい。頑張って。はい、ありがとうございます。なんか、スクラムのためになればいい。 これはここにいるの。エンジニアの電話。そうじゃない。二人だけ。二人だけ。じゃあ、今、忘れてる。はい、忘れちゃった。残業してる。名前と。あ、お名前。 入ってもらう。ああ、どうも。ガタガタ。オーバーテイじゃないの。じゃあ、お前、ほら、ガッポン。今日は、今度、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 今日は、
Mấy chú cảnh sát ở Nhật thì rất là thân thiện nha mọi người. Tới hỏi thôi. Không có vấn đề gì. Mình không mang thẻ ngồi kiều theo thì mình chỉ ghi tên lại thôi. Đấy, rồi mấy chú chỉ nhắc lần sau là chú ý hơn thôi. Đấy. Chung là cảnh sát bên Nhật thân thiện lắm. Bên Nhật thì khi mình ra đường thì người ta hay là hỏi kiểm tra mình kiểu như thẻ ngồi kiều này thôi. Mình cứ mang trong người thì không có việc gì cả. Sau một phút hỏi xong thì các chú đã đi. Thì ở đây đông đông người ta hay hỏi thôi. Hoặc là nhìn thấy đông đông tạt vào hỏi thôi.